Rồi. Ta phải tạo controller. Ta phải tạo controller menu ha. Controller menu. Được chưa? Ok nhá. Rồi. Thì cũng giống như những thằng quản lý khác, ở chỗ này ta xét lại điều kiện truy vấn, đúng không? Điều kiện truy vấn là gì? Qua. Ta thêm điều kiện truy vấn đó là m.e status. Ở đây khác gì? Khác không. Tương tự như vậy, ta copy cái này lên để đây. Ta đổi là gì? Đây này. Ok, và cái này là gì? Bằng 0. Add view cho thằng này. Add view. Rồi để đó một tí là ta sẽ xử lý sau. Đi sao? Tạm để như vậy. Create. Cái menu thì tôi không làm, tôi không giữ lại cái này, tôi xóa cái này. Hỏi tại sao thì tôi thích thôi. Yeah. Xóa không? Credit không? Mà credit không thì dễ quá nhỉ. Chắc chắn menu làm dễ đấy. Thêm mật khẩu mới khó. Mà giờ xóa đi cái thêm rồi. Đúng không? Rồi rất là dễ. Ra ngoài xuống như thế này. Xóa cái thằng dưới cùng đi ha. Và ta cũng mở cái thằng category ra. Và ta xuống ở dưới cái thằng như nhỉ? Bắt đầu từ trạng thái. Đây. Bắt đầu từ trạng thái. Ta copy cái này. Dán vô. Xóa. Rồi, ta lên từ trên đi. Trạng thái này là trạng thái cho thằng menu. Như vậy ta đổi là m menu ha. Menu. Đấy, copy cái này đi tí nữa dùng cho nhanh. À thôi khỏi đi. M menu. Đấy. Cái này lấy từ menu S. Rồi. 1 2 3 4 5. Ok. Rồi xuống đây như vậy. Xóa. Xóa thì điều kiện xóa của menu thì nó không có ràng buộc gì. Đó vậy điều kiện của menu thì không ràng buộc. Đó vậy trường hợp này là như vậy thôi. Còn mấy thằng này cho vứt đi. Đấy. Và đây tôi có menu S. Rồi, thế này. Những cái thông báo lỗi thì các bạn sổ nha, tôi không sổ, mất thời gian. Đấy, cuối cùng thì ở đây. Rồi chuyển hướng trang thì ta chuyển hướng trang sang menu nhá. Chuyển hướng trang sang menu thì ta copy cái controller menu này. À, ở đây tôi gọi chữ menu đẹp nhỉ. Nó kề đi, nó đông nhất là được, đúng không? Coi như là cái chữ này là chữ menu đi. Chữ này cũng y chang luôn hả? Bất kể. Sổ lại đi. M menu. Copy lại. Cái này chuyển hướng trang để như thế này được rồi. Ok.
hai cái này được luôn. Đây, thế thì ta sẽ xử lý view này, đóng hết cái này lại, ta xử lý view này. Ta mở view của index ra thì cũng giống như thằng này, ta copy từ phần này thôi, không cần copy gì nhiều đâu, copy phần này xuống. À, rồi menu thì ở đây tôi sẽ mở cái này, thằng này ra. Rồi cái này xóa luôn nhé. Để làm gì nữa, xóa luôn đi. Ok. Và khi chạy cái này lên thì ta build nó lại này. Đây nó ra như thế này. Thì tất nhiên là nó ra rồi, còn cái phần tên này thì và tôi cũng sửa một chút xíu, tôi cũng sửa một chút xíu về thằng này ha. Sửa lại cái tên view này một chút xíu. Đây là quản lý gì nhỉ? Quản lý menu. À mà ta đã không có chức năng thêm menu thì thôi ta vứt cái này đi ha. Đúng không? Cho nó gọn. À, và đổi lại menu. Thằng này thông báo như vậy được rồi. Thằng này ta đặt là tên menu. Rồi sau đó tôi sẽ BR cho nó xuống luôn. BR xuống luôn. Liên kết. Rồi cấp cha và thứ tự tôi vứt đi. Cấp cha và thứ tự tôi vứt đi. Xuống ở chỗ đây hiển thị thì cái tên và cấp cha và thứ tự tôi vứt đi. À, và ở chỗ này cũng thế luôn, tôi cũng là BR, tôi in ra cái thằng đây, và tôi thêm chữ BR đây nữa. Và ở đây tôi sẽ in ra cái link. Rồi, và ta chạy lên ra thế nào. À, nó ra đơn giản như thế ha. Ok. Rồi, sờ một chút xíu này. Cái thằng này là menu thì ta đổi lại menu này. Anh nhân tiền thì copy luôn đây này lên cho nhanh. Rồi xong. À, và tôi có một số điều chỉnh như sau. Số điều chỉnh như sau trong cái phần này. Tôi sẽ định deep class row. Và tôi định ở đây deep class column md 4. Và nhân tiện ở đây tôi copy cái này luôn. Nếu như chia cầu thì 4 thì còn lại mấy? 8 nhỉ. À, tôi copy cái thằng table này. Tôi bỏ nó phần 8. Vậy ta có được một cái menu, ta được có một cái trang quản lý menu thế này rồi. Đấy, quản lý menu thế này. Và cái phần bên này thì tôi dành cho cái phần thêm. Phần thêm. Do vậy hôm nay ta sẽ đổi một cái view mới. Ok ha, cái view mới. Các bạn có thể thay đổi view bằng cách là ví dụ ta ấn vào nút thêm ở đây này. Ấn nút thêm nó nổi ra một cái ô hộp thoại. Nó nổi ra màn hình một cái nó sâu ra vậy. Đây các bạn nhập dữ liệu enter cái ấn lưu cái nó lưu, không cần chuyển trang thì nó hay hơn, nhưng làm như thế khó. Và cái cách tiếp cận của tôi là một chức năng nó có một đường link là rất dễ làm. Ví dụ ấn vào đây này, nó chạy đi đâu đó này, rồi xử lý này, nó quay lại dễ làm. Còn ấn vào mà nó không chạy đi đâu hết thì khó làm, phải sử dụng Ajax, nó khó làm. Ví dụ sửa cái này, ấn nó xuất hiện một cái hộp thoại á, màn hình thì nó cũng thế. Do vậy cách này là cách dễ làm. Và giờ ta sẽ nhúng cái form thêm ở đây. Thì cái form này nó hơi cầu kỳ một chút xíu. Do vậy để mất thời gian thì tôi có chuẩn bị sẵn ở trên màn hình desktop một cái file. À, file như thế này thôi. Đó, file thế này. À,
yên tâm đi, file này chưa copy vào, nó không có bút cháp. Thì nó ra như thế này thôi, ta copy vào đi. Ta copy vào thì ta nói cho dễ. Ok, mở suộc lên ha. Và cái này tôi copy từ cái chỗ này đến chỗ này. Tôi copy toàn bộ này. Tất nhiên ở đây tôi không nhúng bút cháp vào nhé. Bút cháp ở trong đó có rồi. Do vậy tôi copy cái này vào. Tôi để ngay cái chỗ số 4 á. Đây. Và ta mở cái này ra. Đấy, và ta có cái này đây. Và cái chức năng ở đây thì thứ nhất ta sẽ chọn vị trí của menu. Vị trí này một tí là ta sẽ thêm vào cái trường position trong menu á. Vị trí. Thứ hai ở đây ta có cái nút này. Check, ấn nút lưu. Ấn vào đây, check, ấn nút lưu. Và ấn check, vào đây, ấn nút lưu. Và cây này thì không phải check, mà cây này phải gõ và ấn nút lưu. Thì ba cây này, ba cái trên này, thì ta lấy dữ liệu từ ba bảng, đó là loại sản phẩm là 1, chủ đề bài viết là 2 và trong đơn là 3. Còn cây này thì không lấy từ đâu hết. Do vậy trong cái form này ta phải load dữ liệu của ba bảng lên đây nữa. Ok. Vậy ta mở cái thằng controller. Ta mở cái thằng controller menu. Menu ở đây. Cái thằng này nó truyền theo dạng mút đồ rồi. Đó phải giờ ta sẽ nhận dữ liệu theo dạng là view bed đi. View bed. Vậy ở đây tôi có view bed. View bed. Thứ nhất là list, tôi đặt là list. Cat là list cat thì là list category. Category. Chấm qua. Tôi sẽ trừ đi những cái màu tin bưng 0 hoặc là bưng 1. Tôi chỉ lấy những màu, bưng 0 hoặc bưng 2. Do vậy tôi chỉ lấy những màu tin có trạng thái bằng 1 thì tôi mới lấy thôi. Và tôi lấy tất cả luôn. Lead. Tương tự như vậy tôi lấy cho hai bảng còn lại. Tương tự như vậy tôi lấy hai bảng còn lại. Và lead ở đây là lead topic. Thì cái này ta lấy từ bảng topic ra. Và cái đó cũng y chang vậy. Và cái thứ ba ta lấy từ lead bay ra. Lead bay. Lead bay ở đây ta lấy từ bằng bot. Nó là bay nhưng ta lấy bằng bot mà có kiểu là gì? Kiểu là bằng bay. Đấy. Ra. Và tôi truyền ba cái này sang. Truyền ba cái này sang thì tôi sẽ hiển thị ba cái này lên ba vị trí ở đây. Ba vị trí ở đây. Vị trí thứ nhất là đây. Và tất nhiên cái này tôi thiết kế thì tôi thiết kế ba cái, nhưng khi tôi dùng thì tôi chỉ dùng một cái thôi. Đấy, dùng thì dùng một cái thôi. Không khi thiết kế ba cái để cho nó trực quan, cho nó đẹp. Ok. Và đây tôi sẽ chạy vòng lặp for s. Và get, tôi đặt get nhé. In. À, tôi đặt r get đi. Rocket là rau két đấy, mẫu tin á, record không được. In cái thằng lead gì, view gì, view bed chấm lead gì, lead két đây. Đó. Và ta build nó lại này, ta chạy lên, ta xem thử cái thằng này nó xuất hiện bao nhiêu mẫu tin nhá, nó bao nhiêu nút check như vậy đấy. Rồi đây, quá trời. Ok, ta check thử nhá. Check thử này. Check. À, cái hay ở chỗ này là khi ta check vào cái nút này thì không có nói gì hết. Nhưng khi ta kích vào trừ thì tương ứng với kích vào nút để cho nó dễ kích hơn. Vậy ta kích này, kích này. Ôi cha, kích cái thằng này không mất, mà cái thằng trên cùng nó mất. À, nguyên nhân là tất cả những cái này do vùng lập, thì ID của nó là hai cái nó khớp nhau thì người ta chỉ xét cây đầu tiên thôi, kích vào cây nào cũng là đầu tiên hết. Đây, đó,
Do vậy ở đây ta bị tư duy để cái số này này, cái con số 1 này này, cái con số 1 này này, nó bị khác nhau. Mỗi lần chạy thì in lần đầu tiên là 1, in lần thứ 2 là 2, in lần thứ 3 là 3. Vậy ta lấy theo ID đi, ta lấy theo ID đi. Vậy ở đây ta có cái này rồi. Và ở đây tôi chỉ cần nối với cái gì đây, A cộng cái này, và tôi lấy ID. ID, ID cân khoa lên nhé. Và tương tự như vậy tôi copy cái này xuống. Và tôi chạy thử đi, chạy thử đi. Nối ra ship gạch là do tôi quy định thôi. Nối thế nào mà tên nó khác nhau là được. Đây, cho ta kích vào thằng đầu này, thì thằng đầu nó check này. Kích vào thằng thứ ba này, thằng ba nó check này. Chứ không liên quan gì đến cái thằng đầu hết. Do vậy mỗi cái như vậy tương ứng một cái. Và các bạn có thể xem suộc nó bằng cách view cái này lên. Đây các bạn thấy là check 1, check 2, check 3 ha. Thì khi mà ta ấn vào cái trừ, trừ này này, ta ấn cái trừ nằm ở trong này, này thì nó sẽ check cái nút tương ứng với cái trừ này. Ta phải hai cái này có quan hệ với nhau nhé. Được chưa? Đây là quy định của phút chát này. Rồi thứ hai, ở chỗ này ta cần lấy tên ra đúng không? Lấy tên ra cho nó đẹp. Lấy tên thì ta lấy tên ra. Tên thì ở đây ta lấy name. Đây. Tên ra. Ok ha. Và tôi view lên trước nhé, rồi một tí nữa tôi sẽ xử lý thêm sau nhé. Sao phải view thằng thứ nhất chưa? Đây, tôi sẽ view thằng thứ hai nhé. View thằng này lên nhé. Ok. Thì view thằng này thì ta cũng y chang như thằng này thôi. Ta lập đi lập lại thằng này. Đấy. Và ta vứt hai cái đi. Và cái này thì ta lấy R. R topic từ cái list topic, ta đặt tên nó có quy tắc cho vậy, khi mà tôi copy á thì tôi nhớ để tôi sửa thôi. Và ở chỗ này ta y chang như vậy. Ở đây ta sẽ lấy cái này, ta ship gạch, ta ghi a cộng, ta ghi chấm, và ở đây ta sẽ là ID. Copy cái này luôn đến chỗ này, thay thế số 1. Và chỗ này ta thay thế cái này. Và ta đổi cái này là bằng name. Ok. Và tương tự như vậy, ta xuống chỗ này, ta copy cái này luôn nha. Đây, tôi sẽ thay thế cái này, đóng cái này lại, xóa hai cái đi. Và ở chỗ này tôi sẽ đặt tên là R bay đi, R bay. Thì cái này là lấy từ list gì, list bay. Và R bay thì ở đây tôi sẽ đổi là ship gạch a cộng R bay chấm ID. Tôi copy này luôn xuống đây, tôi bỏ thay thế chỗ này. Và ở chỗ này tôi lấy cái tiêu đề nó ra. Tiêu đề là title. Và tôi build nó. À mà cây này không cần build. Nguyên nhân là view thôi mà. Sổ view thì không cần build. Đây, ta lấy được rồi ha. Tương tự đây, check thử thôi. Không liên quan gì đến nhau hết đúng không? Tương tự ở đây cũng thế luôn. Tin mồi đừng tin à. Chắc được một tin thôi, chắc là như vậy. Ok. Cái cơ sở dữ liệu nó có một tin thôi. À, muốn test thì ta vào trong database, ta mở thêm cái view là được. Được chưa? Đấy. Đó là cái vấn đề thứ nhất, loát dữ liệu lên. Và